Mai Phi Long trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt TV đến với chương trình tin tức buổi sáng ngày thứ ba 22 tháng 10 năm 2024. Bản tin đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị là chuyện tổng thống cựu tổng thống Donald Trump thừa nhận rằng là ông không thấy cái bằng chứng nào gọi là gian lận trong cái chuyện bầu cử. Tuy nhiên ông vẫn gieo rắc một cái tư tưởng rằng là đảng dân chủ là một cái đảng sẽ chơi trò gian lận và từ trước đến nay không bao giờ ông đưa ra bằng chứng nào cả. Thì thưa quý vị cái chuyện này nó xảy ra như thế nào thì quý trong một cái chuyện mà uh, một cái chuyến và là đi vận động tranh cử tại North Carolina trong ngày hôm qua thì ông Donald Trump đối diện với các phóng viên và họ đặt những câu hỏi với cô ông là ông có cái bằng chứng nào để mà nói chuyện là ông có uh, bằng chứng về cái chuyện gian lận bầu cử hay không thì ông nhìn nhận rằng là không tôi không thấy cái bằng chứng nào cả và sau đó nhưng mà ông lại nói tiếp rằng bên phía dân chủ họ sẽ chơi gian lận và cũng như mọi khi thưa quý vị họ ông không bao giờ Ông đưa ra cái bằng chứng rằng là Ông oh, uh, có một cái sự uh, gian lận thật sự Và cái chuyện này chúng ta cũng nghe rất là quen Và trong cái chuyện này thưa quý vị Chính vì những cái vấn đề mà Gọi là có một bầu cử gian lận Ông nói ra như thế Khiến cho nước Mỹ chia rẽ cho đến ngày hôm nay Ông không thừa nhận Rằng là cái năm 2020 ông thua Và thưa quý vị trong năm 2020 đó Quý vị cũng còn nhớ Là khoảng chừng 60 phiên tòa từ tòa thấp nhất từ quận hạt cho đến tối cao pháp viện là ông Trump cứ kiện cáo rằng là cái bầu cử tranh lệch nhưng mà vẫn không có đưa ra được cái bằng chứng nào và sáu nguyên viên phiên tòa đó phải nói là đều bị quăng vào sổ rác rồi những luật sư mà liên quan đến ông Donald Trump trong những vụ kiện như thế đều phải ra tòa và bị mất bằng điển hình nhất là ông luật sư cựu thị trưởng thành phố New York ông Rudy Giuliani quý vị nhìn ông quý vị sẽ thấy hiểu rằng là những người tin theo những cái lời nói dối của Donald Trump rốt cuộc họ thân tàn ma dại vấn đề là gì khác nhau giữa giữa những người này là ông Donald Trump được một cái thành phần ủng hộ ông cho dù ông làm sai đi cỡ nào đi chăng nữa họ vẫn góp tiền ủng hộ ông và ông nhờ những cái số tiền đó ông kéo dài những cái vụ kiện ông tìm cách không uh, dùng cái uh, lý do này rồi lý do khác hoàn cảnh này hoàn cảnh kia để ông kéo dài vụ kiện tất cả những vụ kiện ông Donald Trump dính bây giờ vẫn là còn nằm đó chưa xử trong khi đó những người mà đi theo ông Donald Trump họ không đủ cái số tiền đó không số không đủ số tiền để theo đuổi các vụ kiện cho nên họ phải nhìn nhận rằng là những gì họ làm là sai trái vì bản chất thật sự mọi chuyện đó là sai trái và trong cái câu mà ông nói ngày hôm qua ở tại tiểu bang North Carolina thì thưa quý vị chúng ta thấy một chuyện là khi mà hỏi có thể là đây là một câu hỏi bất ngờ thì ông cũng, ông phải thừa nhận là ông không thấy cái bằng chứng nào cả thì đây là một cái chuyện mà chúng ta cần phải lưu ý và trong cái chuyện này nó cũng lại bày ra một cái chuyện khác nữa là ông lợi dụng cái tình hình mà bão lụt thiên tai những nạn nhân đang gặp những cái khó khăn là bởi vì tình trạng thời tình trạng thiên nhiên gây ra, những cái con đường đi cứu trợ ổụt ở những cái tiểu bang hẻo lánh ở North Carolina, South Carolina không thể nào đến gần được thì ông lợi dụng cái chuyện đó tấn công B FEMA và tấn công chính phủ Biden. Thì bị khiến cho cái tình trạng mà các quý vị nghe là những lời hăm dọa các nhân viên FEMA và ngày hôm qua cũng tại North Carolina, ông lại tiếp tục đưa những cái cái lời nói dối như thế và ông cũng không đưa ra một cái bằng chứng nào cả về chuyện phi ma dùng hết cái tiền quỹ mà cứu trợ về thiên tai cho di dân ông chỉ là toàn là bịa những câu chuyện này nhưng mà ít ra ngày hôm qua chúng ta nghe rằng là ông cũng coi như là một cái tình huống bất ngờ ông thừa nhận rằng là không có bằng chứng gian lận cũng uh, ngày hôm qua đi gặp các gọi là giới chức lãnh đạo của các của giới tin lành bảo thủ và trong cái một lần gặp cỡ này kéo dài khoảng chừng hơn một tiếng đồng hồ thì ông Donald Trump uh, lại nói tiếp tiếp tục một số chuyện mà chúng ta nghĩ lại chúng ta cũng thấy rằng là cũng hơi kỳ cục khi ông xuất hiện trong một cuộc tranh uh, tranh cử thì ông nói thứ nhất các quý vị cũng còn nhớ ông nói chuyện ông mặt sát và phó tổng thống Kamala harris dùng cái từ ngữ là uh, shit dùng cái từ ngữ như vậy cái chuyện đó là cái chuyện rất là tệ lạc tệ hại cho một nhà lãnh đạo không ai dùng ngôn ngữ như thế và chưa hết cũng trong cái cuộc tranh, uh, tranh cử đó ông đề cập đến một cái chuyện mà không ai có thể ngờ là ông nói ông so sánh cái bộ phận sinh dục của một cái người đánh golf nổi tiếng ông ca ngợi cái cái kích thước của bộ phận đó và ông ngồi ông nói trong cái cuộc tranh luận trước mặt không biết bao nhiêu người ủng hộ của ông chúng tôi nghĩ cho cả ngàn người đi ông ngồi ông nói tỉnh bơ và khi ông nói xong những cái chuyện vớ vớ vẩn như thế những chuyện tục tiểu như thế ông đi gặp các nhà lãnh đạo của giới tin lành bảo thủ và tại đó thì ông bắt đầu nói những cái chuyện ông là được thiên chúa sai xuống ông là người được chọn ông là người sẽ bảo vệ đạo nhưng mà đi ra ngoài đời ông là một kẻ nói chuyện tục tiểu và một kẻ nói dối thì cái chuyện đó chúng ta cũng không cần phải nói thì đó là con người của ông donald trump trước khi vào nhà thờ tha hồ nói anh tục nói phép nhưng mà đi vào nhà thờ thì tự tự nhận mình là người bảo vệ đạo là người được chúa chọn đó là cái tính cách của ông Donald Trump nhưng mà có một vài điều về mặt chính trị thì chúng tôi không biết là những nhà lãnh đạo tin lành bảo thủ mà ngày hôm qua nghe ông Donald Trump ở tại North Carolina họ suy nghĩ gì ngày hôm qua khi gặp họ ông không hề nhắc một lời về cái vấn đề phá thai mà quý vị cũng biết rằng là những người uh, thuộc về thiên chúa giáo vấn đề phá thai là vấn đề vô cùng quan trọng đó là một vấn đề nền tảng đức tin của những người theo thiên chúa giáo và ông Trump không hề á động đến chuyện này khi họ ông gặp những người này và thậm chí quý vị cũng đấy cũng trong thời gian vừa qua ông Donald Trump đồng ý cái chuyện rằng là ok phá thai ở những cái tiểu bang mà quá gắt gao điều đó không đúng đối với ông ok để phá thai trong vòng 6 tuần hay là 12 tuần gì đó tôi không nhớ chính xác con số nhưng mà ông ok trong cái chuyện này nhưng khi gặp các nhà lãnh đạo tôn giáo đúng ra ông pha, thứ nhất nếu ông cho rằng là ông là người tôn giáo thì ông phải hoàn toàn 100% không có chuyện phá thai và một điều đáng chú ý ngày hôm qua khi gặp những nhà lãnh đạo tôn giáo ông không đá động một lời nào về vấn đề này thì đây là những chuyện mà chúng ta cần phải đặt vào cái suy nghĩ có nên tiếp tục nghe những gì mà ông Donald Trump nói trong cái chủ đề này hay không thì đây là một cái sự kiện mà chúng tôi thấy uh, sự việc này nó có một cái gì đó rất là giả dối. Cũng như những cái chuyện mà ông Donald Trump nói về vấn đề gọi là cắt thuế. Thưa quý vị, ngân sách quốc gia dựa trên các tiền thu thuế. Đương nhiên cái vấn đề chúng ta đặt ra có hai vấn đề. Chúng ta thu, thu thuế ở mức độ nào? Thứ hai là chi tiêu nó ra sao? Chính sách của ông Biden, những người thu thuế cao hơn Để người có 400 ngàn một năm trở lên. Bao nhiêu người trong chúng ta ở đây có cái số lương 4 đến 400 ngàn? Chúng ta tự hỏi. Bao nhiêu người trong chúng ta có số lương 400 ngàn trở lên? Còn những cái chuyện mà ông Trump nói cách giảm thuế, nó chỉ có lợi cho những người có cả bạc triệu, cả trăm triệu, có cả tỷ, những người trong thế giới tỷ phú của ông một phần trăm của một tỷ nó khác với một phần trăm của một người lãnh lương một tháng chỉ có hai ngàn hoặc ba ngàn quý vị phải nên nhớ cái chuyện đó cho nên những cái gì mà cắt thuế của ông Donald Trump nó sẽ bị phản ứng và nó có phản ứng dây chuyền một cái hậu quả ở tại cái ngân sách kế hoạch của ông Donald Trump sẽ đưa đến tình trạng là cái quỹ an sinh xã hội những người nào chẳng quỹ an sinh xã hội trong một thời gian tới xem nếu mà áp dụng kế hoạch của Donald Trump sẽ bị cắt, sẽ bị mất cái, cái khoản tiền an sinh xã hội trong vòng 6 năm. Đây là một cái báo cáo của một tổ chức gọi là lưỡng đảng ở tại Washington cho thấy rằng là cái kế hoạch của Donald Trump sẽ dẫn đến tình trạng là quỹ an sinh xã hội sẽ bị cắt và cắt trong vòng 6 năm. Bởi vì nếu mà không cắt thì sẽ không còn một cái khoản tiền nào để chi trả cho tất cả những khoản tiền khác. Tất sư quý, khi mà sử dụng cái nguồn ngân sách mà không có một cái kế hoạch đúng đắn thì thưa quý vị thì ngân sách sẽ không còn mà mỗi lần mà ngân sách không còn thì người ta sẽ cắt cái gì dễ dàng nhất cách dễ dàng nhất là những chương trình giáo dục, rồi kế đến chương trình chăm sóc y tế và đặc biệt có một cái quỹ, quỹ an sinh xã hội độc phần lớn những người về hưu, họ được hưởng và đó là những thành phần mà đi bỏ phiếu nhiều nhất. Nhưng mà người ta tính, <laughs> xin lỗi quý vị, nhưng người ta tính đến cái chuyện là biết kế hoạch ông Trump, cái họ sẵn sàng cắt ở cái chỗ mà không ai dám cắt là bởi vì sao? bởi vì không còn một khoản nào để cắt nữa quý vị cứ nhớ một chuyện ngân sách cần có cái khoản thu vào đó là thuế nếu mà cắt hết những cái khoản thuế đó thì phần còn lại là cái gì sẽ không còn cái gì những chi phí mà không thể nào mà tránh khỏi được quan trọng nhất chi phí quốc phòng không thể nào tránh được thì phải chi cho cái cái những cái gì cần thiết nhất rồi những cái gì mà không cần thiết cứ theo cứ theo đuôi nhau mà cắt và để đến mức mà phải cắt social security thì cái kế hoạch đó là một kế hoạch hoàn toàn thất bại về mặt chính quyền về mặt quản lý cấp độ quốc gia và chuyện này đã được giới phân tích tài chính đã nói trong thời gian vừa qua chắc quý vị cũng còn nhớ ngân hàng của mình Sachs là ngân hàng đầu tư chính của Hoa Kỳ đã nói rằng là kế hoạch của ông Donald Trump sẽ làm tiêu tùng cái cái là nâng cái mức nợ quốc gia lên tới gần 17 ngàn tỷ đô la so với kế hoạch của bà Kamala Harris khoảng chừng một nửa cái số tiền mà ông Donald Trump đưa ra thì thưa quý vị đây là những việc mà chúng ta cần phải lưu ý mỗi lần mà nói những kế hoạch cắt thuế nhiều người cứ thấy rằng ô điều đó là đúng nhưng điều thứ nhất chúng ta nên nhớ kế hoạch cắt thuế của ông ông Trump ông nói lung tung ông không nghĩ đến kế hoạch quốc gia còn về phía Biden những người là trên 400 000 mới đóng những khoản thuế, khoản thuế còn bộ dưới 400 000 thì bao nhiêu người trong chúng ta có cái số tiền như vậy? Đó là những chuyện chúng tôi nhắc đến cho quý vị ngày hôm nay cũng trở lại trong cái chuyện mà tranh cử thì uh, ngày hôm qua bà Kamala Harris trong một cái nỗ lực để mà uh, tiếp cận những người cộng hòa trung dung thì bà đã có một sự tháp tùng quan trọng trong cái việc mà đi vật động cử bà Kamala Harris ngày hôm qua được bà Liz Cheney là cựu dân biểu tiểu bang Wyoming Liz Cheney là con gái của phó tổng thống Dick Cheney thời tổng thống George W. Bush con đây là một gia đình cộng hòa truyền thống thì bà Liz Cheney là người chống đối ông Donald Trump rất là mạnh và bà, bà Liz Cheney trong thời gian vừa qua đã tuyên bố công khai bà ủng hộ cho bà Kamala Harris và trong những ngày vừa qua thì bà đến ủng hộ cho vận động tranh cử cho bà Kamala Harris trong những dịp ở nhiều tiểu bang khác nhau và ngày hôm qua bà có một cái cuộc họp tiếng Mỹ gọi là town hall meeting chúng tôi nói cho nó vui là họp dân phố là họp tất cả những người dân trong khu vực đến đó để nghe bà Kamala Harris nói để đặt câu hỏi với bà thì bà Miss Jenny tháp tùng bà Kamala Harris ở những cái tiểu bang chiến trường, những tiểu bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Và ngày hôm qua bà cũng có mặt với bà uh, Kamala Harris ở tại Michigan. Và ở đây thì bà Kamala Harris dưới sự ủng hộ của bà Jill Jenny nói rằng là quý vị tin tưởng vào chúng tôi, đặc biệt là thì những quý vị phụ nữ lo lắng về những vấn đề về phá thai. Quý vị có những quan điểm bảo thủ trong vấn đề này thì quan điểm của bà Kamala Harris chúng tôi tôn trọng mọi sự quyết định của quý vị không ai ngăn cản quý vị làm những điều mà quý vị không muốn về mặt y tế về mặt mà quyết định trên cái cơ thể của quý vị và đây là một sự ủng hộ rất là mạnh mẽ từ một cá nhân một người được xem là cộng hòa truyền thống để mà chống lại cái quan điểm cộng hòa maga mà do ông donald trump nắm ngày hôm nay và những cái gì mà bà kamala harris hy vọng rằng là với sự ủng hộ của bà liz cheney và sẽ thu phục được những người Cộng hòa đang trong lưỡng lự, những người Cộng hòa trung dung hoặc là những người Cộng hòa truyền thống. Và cái chuyện này nó cũng thể hiện trong mỗi cuộc thăm dò mới đây nhất do hãng thông tấn Reuters và các tổ chức IPSOS cho biết rằng là bà Kamala Harris đang có giữ một cái mức độ dẫn trước ông Donald Trump là 46% trên 43% trên mức toàn quốc. Và cái này nó cũng hơi khác hơi giảm đi một tí so với cái sự thăm dò trước đó là bà Kamala Harris dẫn trước ông Donald Trump ở mức là 45% trên 42 42% thì đây là một cái sự một cái chuyện chúng ta cũng chú ý thứ nhất ở mức độ toàn quốc có thể là bà Kamala Harris thắng được lá phiếu phổ thông nhưng để trở thành tổng thống phải thắng cử tri đoàn đây là một cái sự kiện mà chúng ta thấy rất là khác biệt ở nền dân chủ của nước Mỹ theo một cái nguyên tắc đã có từ cách đây hơn 250 năm và trong thời đại này cũng đã có rất nhiều tiếng nói phải chấm dứt cái tình trạng mà thể thức bầu bằng cử tri đoàn vì bởi vì như thế cho thấy là những thành những phần phần tiểu số sẽ chiến thắng chứ không phải là tiếng nói đa số được tôn trọng đó là những cái vấn đề chúng ta cần lưu ý và hiện tại bây giờ cái cuộc tranh cử giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump nó sát sao đến mức bây giờ là cả hai bên bắt đầu tung ra cái chiêu dụ những người Mỹ mà sống ở ngoại quốc và theo cái chuyện này thì thưa quý vị tất cả hai bên đều tung những cái chương trình để mà khuyến khích hoặc là ủng hộ như thế nào đó những chương trình giảm thuế những chương trình có lợi cho những người Mỹ đang sống ở ngoại quốc thì đây là một đây là một trong những cái lá phiếu mà người Mỹ và các hai bên tranh cử hai bên đã hai bên cái ban tranh cử đều chú ý bởi vì theo cái thống kê cho thấy sống bên ngoài nước Mỹ có khoảng chừng 1.6 triệu người dân Mỹ ở tuổi độ tuổi trưởng thành có thể đi bỏ phiếu và trong một cuộc bỏ phiếu mà cái tỷ lệ vô cùng sát sao thì bất kỳ lá phiếu nào cũng cần phải được phải được đếm phải được đem vào về phía mình cho nên 1.6 triệu người Mỹ sống ở ngoại quốc là một con số rất lớn trong cuộc bầu cử năm nay cho nên cả hai bên tìm mọi cách để mà thu phục được những thành phần này và bây giờ thưa quý vị thời gian từ đây cho đến ngày 5 tháng 11 chỉ khoảng chừng 2 tuần lễ thì hiện tại bây giờ tất cả những các thống kê cho thấy đã có khoảng 17 triệu người Mỹ đã bỏ đi bỏ phiếu và những con số phiếu này người ta thấy rằng là phần lớn những người đi bỏ phiếu sớm là những người bên phía đảng Dân Chủ và bằng thư. Tuy nhiên, con số những người thuộc đảng Cộng Hòa đi bỏ phiếu bằng thư bây giờ cũng càng rút càng tăng. Thứ nhất, có rất nhiều chuyện trong thời gian đại dịch. Thưa quý vị, mọi người đều khán cái chuyện đi ra đường đứng đông và ảnh hưởng đến sức khỏe. Và các tiểu, các thống kê trong thời gian vừa qua cho thấy rằng là tỷ lệ những người bị bệnh hoặc bị chết vì Covid nằm ở những tiểu bang Cộng Hòa. Thì bây giờ nhiều người Cộng Hòa họ không nghĩ đến cái chuyện là nghe theo lời ông Donald Trump nữa họ đi bỏ phiếu bằng thư và qua cái kết quả của năm 2020 bất chấp những gì ông Donald Trump nói là không đi bỏ phiếu bằng thư những người cộng người cộng hòa thấy rằng họ không đi bỏ phiếu bằng thư họ bất lợi đảng cộng hòa trong thời gian vừa qua phải đi vận động cử tri của họ đi bỏ phiếu bằng thư và năm nay cái chuyện đi bỏ phiếu bằng thư phải nói rằng tính ở những con số kỷ lục cảm ơn quý vị theo dõi chương trình tin tức sáng ngày hôm nay chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui bình an và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sắp tới